Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Để trả lời cũng như giải đáp các thắc mắc của anh em nêu ra thì có một anh có viết comment như thế này. Chào anh, cho em hỏi em xài 4 bình Yamato Kit 500W thì cần bao nhiêu watt pin ạ? Và nếu xài TV 145W và máy bơm nước 200W giờ thì chạy được bao nhiêu tiếng ạ? Nếu lên 8 bình Yamato thì nên đấu lên hệ 24 hay là vẫn đấu song song hệ 12V anh? Cho em xin cách đấu hợp lý 8 bình Yamato đấu song song anh. Rồi như thế này nè, 4 bình Yamato như thế này nó tích trữ được 1200W điện đó. Tôi đã có cân đong đo đếm qua rồi, một cái bình như vậy nó lưu trữ được 300W điện cho mỗi một cái khi sạc no ha. Đó thì 4 cái thì nó tích được 1200W. Thì anh hỏi là sử dụng cái tivi có công suất là 145W và cái bơm nước 200W giờ thì như thế này anh cứ tính ha. Cái quan trọng là không biết cái thời gian sử dụng của anh á, sử dụng anh xem tivi bao nhiêu tiếng và cái bơm thì anh bơm bao nhiêu tiếng nữa đó. Thì để tôi nói đơn giản cách thế này và cho anh tính nha. Ví dụ cái tivi nó có cái công suất là 145W giờ thì mỗi một tiếng đồng hồ nó tiêu thụ là 145W, một chục tiếng thì nó tiêu thụ là 1450W đó. Như vậy là bốn cái pin của anh nó trữ được 1200W à. Nếu mà anh sử dụng cái tivi 10 tiếng thì nó lên đến 1450W, vậy là nó thiếu. Vậy giật tiếng lại nó tầm tầm, nếu mà sử dụng bốn cái pin Yamato cho cái tivi có công suất 145W thì nó tầm tầm khoảng từ 8 đến 9 tiếng thì nó sẽ hết điện trong 4 cái bình Yamato này. Đó, còn ví dụ như cây bơm có cái công suất là 200W giờ thì mỗi 1 tiếng đồng hồ nó tiêu thụ là 200W. Thì anh tính xem 4 cái bình nó trữ được 1200W điện thì anh tính nó tầm khoảng 6 tiếng thì nó sẽ hết điện 4 cái bình. Đó, tính kiểu vậy ha. Thật ra thì anh hỏi tôi sử dụng được bao nhiêu tiếng các thiết bị điện anh nêu ra ha. Nhưng mà cái quan trọng là cái thời gian anh sử dụng là bao nhiêu. Đó, tôi tính mới được là khoảng hai thiết bị này mới. Thì tôi xin nêu lên những cái thông tin để anh tính ha. Ví dụ như hồi nãy đó, chẳng hạn như cái tivi sử dụng cho bốn cái pin đó thì nó tầm tầm khoảng từ 8 đến 9 tiếng thì nó sẽ hết sạch điện trong cái pin, còn cái bơm nó khoảng 6 tiếng đổ lại, kiểu kiểu vậy ha. Đó, nhưng mà đòi hỏi bốn cái pin nó phải sạc nó. Rồi tiếp theo nữa nào. Bốn cái pin Yamato Kit 500W cần bao nhiêu watt pin? Đó. Thì đối với pin năng lượng mặt trời để nó cân đối bốn cái pin như thế này tầm tầm khoảng 3 đến 400W pin năng lượng mặt trời thì nó phù hợp với anh. Thì từ 3 đến 400W pin năng lượng mặt trời nếu mà một ngày nắng đẹp từ sáng đến chiều thì thu về cũng được tầm khoảng 2kW điện đổ lại ha. Nhưng mà pin năng lượng nó phụ thuộc vào cái thời tiết đó. Nên cái những cái thông tin tôi chia sẻ là cái số lượng pin 400W là cho một ngày nắng đẹp nha. Còn nếu mà nắng mưa xen kẽ thì nó lại thu ít hơn nữa, tính trung bình hoặc bình quân trên dưới 1000W cho tầm tầm khoảng 400W pin cho một ngày nắng trung bình. Đó là thu về tầm ký mốc ký 2 điện là nó cũng đẹp rồi, nó sẽ cân đối với bốn cái pin Yamato đầy hơn. Đó, cái quan trọng ở đây là cái mức tiêu thụ điện của anh, như những cái thông tin tiêu thụ điện của anh nêu rõ ràng. Nhưng mà cái quan trọng là cái thời gian sử dụng, cái đó mới là quyết định cái số điện của mình là sử dụng bao nhiêu ha. Rồi, còn cái tiếp nữa nè, tại vì comment anh viết hơi dài nha, tôi phải xem lại. Rồi, với cái công suất 8 bình lên đấu 24. Rồi như thế này nè, nếu anh sử dụng chẳng hạn như cái bơm có công suất là 200W giờ hoặc là cái tivi có cái công suất là 145W giờ, đây là cái công suất nó không có lớn, cái công suất tải nó không có lớn, nhưng mà quan trọng cái thời gian anh sử dụng nó hơi nhiều nên nó tiêu tốn điện năng hơi nhiều ha. Đó, cái đó mới là cái quan trọng ha. Còn với cái công suất này tôi thấy anh sử dụng hệ 12 nó cũng hợp rồi, không cần nhất thiết phải lên 24. Tại vì như thế này, nếu mà tính cho một gia đình sử dụng thì mình cần tính những cái hệ thống điện áp càng cao thì nó càng ổn định và càng lâu dài. Mình sử dụng nhiều thiết bị điện trong gia đình có công suất tải từ tầm 1 đến 2 hoặc 3.000W trên 1 giờ thì mình sẽ tính sang hệ 24 hoặc 48. Còn nếu mà anh chỉ ở sử dụng cái công suất tải, cái điểm dừng là khoảng chừng cái tivi và cái bơm nước có công suất khoảng 200W giờ hoặc là cái tivi có 145W giờ thì tôi thấy hệ 12 thì nó hoạt động đã ổn định rồi. Tại vì cái nhược điểm của cái những cái bình ắc quy này mình câu nối tiếp thì đó là cái nhược điểm của bình ắc quy, sử dụng nó không ổn định và bền bỉ ha. Còn nếu mà đấu song song
thì những cái hệ ắc quy nó là bền bỉ theo năm tháng ha, còn những bình ắc quy đấu nối tiếp thì nó không ổn định, nó được cái này nhưng mà cái kia, còn đổi ngược lại cái khác nhưng hệ thống điện thì áp càng cao, chẳng hạn như 24148 thì nó sẽ tốt hơn, bền bỉ hơn, nhưng mà tôi thấy cái công suất tải của anh là nó thấp, nó không cao đó, sử dụng hệ 12 cho nó ổn định ha. Rồi đến cái phần mà đấu nối pin song song, đấu như thế nào cho nó ổn định và nó hợp lý ha. Rồi, như thế này để tôi dùng những cái búp lông, tôi xin vẽ vài cái hình minh họa để hướng dẫn cùng anh tham khảo nha. Rồi đây thì tôi có vẽ cái hình minh họa cho anh. Đây ví dụ như đây là 8 cái bình Yamato của anh, là 1 2 3 4 5 6 7 8 cái ha, thì anh sắp xếp theo thứ tự sắp xếp theo cái nào mà giải cộng thì bên cộng, còn âm thì bên âm, thì anh cắt cái sợi điện là độ dài khoảng tầm cái chừng 2 tấc hoặc 3 tấc đều nhau, anh cắt 16 cộng, tại vì mỗi bên dãy bình có 18 cái cọc âm và 8 cọc dương, thì anh câu từ cái cọc âm ra dài với mỗi cái bình, anh câu ra cái chừng mỗi cọng dây độ dài 3 tấc cọng dây đồng đều, giải đây câu ra 8 cộng từ cái cọc bình, cái cặp bình trên Yamato anh có cục điện dài ra tầm 3 tấc đều hết á, anh túm lại, anh xe lại, xe lại đầu một cái ở bên dương. Và bên âm này cũng vậy, cũng cái cụm dây điện độ dài tầm khoảng 3 tấc từ cái cặp bình âm ra, đó, câu chia ra hết. Ví dụ như trong cái cặp bình anh câu cụm dây ra 3 tấc đều với nhau hết, dây 3 tấc đều với nhau là hết. Rồi cái anh túm lại một cái, coi như chụm lại cái 8 cái bình này, anh chụm 8 cái cụm dây ở trong cái bình này ra cục âm ha. Anh quắn sẵn nó lại, tấm nó lại đây, làm cái bình một cái cọc một, trong đây 8 cái, mình đưa ra 8 cọng dây, mình xe nó lại, 8 cọng dây ra, mình xe lại, mình túm nó lại, đó, thành một điểm tập trung thôi, 8 cái cọc đây ra, mình lấy một điểm tập trung thôi ha, bên âm 12V, bên dương này cũng vậy, cũng tương tự với bên kia thôi, câu ra 8 cọng, rồi túm nó lại, đó, tập trung, chụm nó lại, một điểm một, đó, bên dương 12V, bên âm 12V, câu cái kiểu này á, thì cái cách mà sạc xả hàng ngày á, thì cái lượng điện nó đi vào và đi ra, nó phân phối nó đều hết ha. Đó là như vậy nha. Rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Còn một cái vấn đề nữa, nếu mà anh lên 8 cái pin Yamato mà anh câu song song lại hệ 12V thì anh có thể là dùng 600W pin năng lượng mặt trời là ổn định nhất ha. Rồi như vậy nha. Đến với câu hỏi tiếp theo của một anh có viết như thế này. Bác cho em hỏi, với tấm pin 100W dùng cho hệ 12V lưu trữ 40A đến 50A thì giữa con mạch hạ áp 300W mát 20A với bộ điều khiển sạc sua 30A thì con nào cho ra hiệu suất tốt hơn? Em thấy thông số trên con mạch hạ áp rất ok, đạt 95% thì cũng như MPT, còn thực tế thì không biết thế nào. Rồi theo cái thông tin anh nêu ra thì dựa theo bản thân tôi nghĩ ha, như thế này, theo tôi nghĩ mình sử dụng cái nào cho ra cái đó. Nếu mà anh dùng pin năng lượng mặt trời để sạc cho cái bình thì mình nên dùng cái bộ điều khiển sạc sạc cho cái bình thì nó sẽ hay hơn và nó ổn định, nó ok hơn, nó sẽ đạt hiệu suất hơn là mình dùng những cái mạch hạ áp rồi mình hạ xuống tầm 14 đến 15 V, mình cho điện từ tấm pin nó xông thẳng trực tiếp vào bình ắc quy luôn mà nó không có một cái chế độ nào để kiểm soát những cái dòng sạc, để khi mà cái đây cái pin rồi nó sẽ ngắt, nó sạc như vậy thì cái pin nó sẽ mau phù lắm đó. Theo tôi nghĩ là cái mạch hạ áp nó chỉ chuyên dụng bên cái thiết bị điện nào đó, mình chỉ cần hạ áp lại cho đúng cái số áp của các thiết bị điện đó là mình sử dụng thôi đó, kiểu vậy ha. Thì trước kia ngày đầu tiên cách nay cũng 4 năm rồi, tôi cũng giống như anh nhỉ, cũng mua tấm pin 150W về. Cái tấm pin đó tôi mua được tặng kèm theo là cái con sạc kỹ thuật số của Vũ Phong ngày xưa đó. Về tôi không có sử dụng qua cái con sạc, tại vì cái cảm nhận của tôi lúc đó, tôi thấy qua cái điều khiển sạc rồi đi xuống đến cái bình, sao tôi thấy cái bình nó chậm quá đó, làm như mình cảm thấy như là cái dòng điện nó đang chạy tới con sạc đó, con sạc điều khiển nó đang bị vướng cái gút gì ngay đó, tôi thấy không ngay, tôi mới lên trên mạng tôi tìm hiểu, tôi mua một cái mô đun hạ áp, và cái mô đun nó có cái trên cái mô đun nó có cái chiếc áp để mình chỉnh cái áp á ha, để sử dụng cho cái motor 1775 đó. Đó, về tôi cũng sử dụng một thời gian thôi thì tôi thấy nó không ổn định và không có hiệu quả. Điện nó xông thẳng vào bình ắc quy rồi chiều mình phải ngắt cầu dao, ngắt này ngắt kia. Nhưng mà trong cái mô đun nó có mấy con móc phét rồi nó nóng mà quạt này tùm lum hết. Tôi thấy nó không ổn định và không hiệu quả để cho nó ok, nó cái kiểu mà cho nó bền bỉ theo năm tháng á. Đó, bây giờ để tôi ra cái kho để đồ của tôi ha. Ba cái đồ lặt vặt lụng dụng của tôi vài năm trước đây nè. Đó, những cái đây nè, hồi trước đây nè, tôi cũng mua đây là cái lâu rồi, mấy cái này tôi mua lâu rồi, nhưng mà nó bị hư rồi, tôi tháo cái chiếc áp ra, tôi chế sang cái khác rồi. Đó,
À, đây là cái mô đun hạ áp, nhưng mà nó có cái chiếc áp chỉnh dòng đó. Thì trước kia tôi sử dụng những cái mô đun này nè để tôi điều khiển cái tấm pin 150W cho chạy thẳng xuống cái bình ắc quy luôn. Nhưng mà ở đây nó có cái mấy cái con mốt phép nè, nó làm việc. Đây có mấy miếng nhôm tản nhiệt nó rất là nóng đó. Thì thời gian đó tôi cũng có mua thêm là mấy cái quạt tản nhiệt nè, đó vậy nè, đó về tôi cũng chế, tôi làm tùm lum hết trơn à, quạt nó vậy. Nhưng mà một thời gian sau thì nó cũng bị nó bị hư đi, nó nóng quá, nó làm phía sau mạch nè, những cái đường hàn nó bị chảy, thì tôi cũng có chấm, tôi làm lại, nhưng mà tôi thấy nó không có ổn định thì tôi sẽ bỏ những cái con này đi đó. Thì đây nó có cái chiếc áp, nhưng mà tôi đã tháo ra, tôi tháo cái chiếc áp đó ra để tôi chế qua bên cái quạt. Tôi cũng mua mấy cái đầu quạt không trổ than á, về mấy cái chiếc áp đó cũng hư đó, rồi tôi cũng chế đó. Lúc trước á nó có chiếc áp vậy, nhưng mà đây là chiếc áp của cái quạt không trổ than, thì tôi tháo ra, tôi lấy cái chiếc áp bên kia ra, tôi gắn vô cái đầu quạt. Cái chiếc áp của bên con này thì mấy cái núm vặn nó to lắm đó. Rồi tôi cũng gắn cái đồng hồ đo áp mà đo dòng nữa. Thời gian tôi cũng bỏ đâu rồi, tôi cũng quên này, nó cũng lòng vòng đâu đây nè. Ở đây thì ba cái đồ đạc tôi bỏ giờ rất là nhiều, nhưng tôi mua về tôi chế cháo tùm lum đó. Đầu tiên được tặng cái sạc này nè đó, bây giờ tôi cũng bỏ không rồi ha đó. Ba cái đồ ở đây, ba cái đồ điện pin năng lượng mặt trời cũng còn, ba cái jack MC4 này cũng còn ở đây nè, ôi tùm lum hết trơn. Đó thì qua vài thông tin để chia sẻ cùng anh tham khảo ha, nếu mà anh muốn dùng cái mạch hạ áp để cho cái điện từ tấm pin nó xâm trực tiếp vào cái bình luôn thì cũng được, nhưng mà nói về nhất thời thôi đó, nhất thời thôi mình sử dụng tạm thời được thôi, chứ còn nói mà về mà mang cái tính mà ổn định lâu dài thì cái con sạc sẽ ổn định hơn, sẽ ok hơn anh ạ. Đó sạc thì nó có chế độ bảo vệ pin, bảo vệ quá dòng quá áp ba này kia, nó có cái chế độ sạc pin, những cái sạc ba giai đoạn đó, sạc với cái dòng lớn rồi rồi sạc duy trì, sạc thả nổi đó. Nó đến khi sạc no pin thì nó sẽ ngắt hẳn luôn. Còn những cái mạch hạ áp này á, nó cứ biết cái nó chạy hoài đến khi nào cái pin là nhầm, khi nó sôi sục sục, lúc đó tôi sạc nhiều pin, pin khô, pin nước, pin gì cũng có tôi sạc. Sạc nó sôi sùng sục sục nhằm khi cái pin nó cũng phù luôn. Đó nhằm khi lúc những cái mô đun nè tôi chỉnh cái áp 15V đi, nó 15V, nhưng mà đến 15V nó không có chịu dừng đó thì cái pin nó đã no rồi, thì nó trồi cái volt lên 16 17V đó, mình phải hạ xuống. Mình dùng những cái mạch hạ áp này mình sạc rất là cực khổ, mình nó canh 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 cái dạng như lúc tôi mới sử dụng mà mình cũng cái dạng như là vọc vạch, vọc vạch, vừa sử dụng mà vừa vạch cho nó vui vui. Rồi, chỉ vậy thôi, tin chia sẻ cùng anh vậy ha. Còn bây giờ thì xin chào và cảm ơn anh nha. Đến với câu hỏi thứ ba, cũng là câu hỏi cuối cùng trong cái video này, thì có một anh có viết như thế này: anh ơi, cho em hỏi bình ắc quy Yamato và bình ắc quy Diễn Thông dùng loại nào tốt hơn cho điện năng lượng mặt trời, và hai loại này điện áp đầy bình là bao nhiêu, điện áp xả cạn là bao nhiêu vậy ạ? Em xin cảm ơn anh. Dạ, nói về lưu trữ điện năng lượng mặt trời thì cái pin viễn thông thì nó sẽ ok hơn rồi, nó sẽ tốt và nó sẽ bền hơn rồi đó. Còn cái pin Yamato là pin xe điện, nó cũng có cái dòng sạc và dòng xả rất là cao đó, giống giống như cái pin viễn thông đó, nên anh em hay sử dụng. Tại vì những cái pin xe điện này nó có cái dòng xả rất là lớn đó, nó không có kém gì cái dòng xả của pin viễn thông, nên anh em hay dùng. Nhưng mà cái vòng đời của nó so với cái pin viễn thông thì nó thua xa rồi, nó không bằng được đó, ngay cả cái giá tiền nó cũng thua xa nữa. Tôi ví dụ ha, bốn cái pin này ha, bốn cái pin Yamato này để mình so sánh sang cái dung lượng đi. Nếu mà trên cái lý thuyết của bình á, cái chi tiết của bình á là mỗi cái về 30H ha, nhưng mà cái dung lượng thật nó chỉ có 25 thôi. Nếu mà bốn cái á thì nó khoảng 100 AH ha, 100 AH thì nó có giá thành hiện bây giờ cho bốn cái bình này á, trên dưới phải hang phải khoảng 2 triệu đồng đó. Còn nếu mà cái bình viễn thông đi, nó có dung lượng cũng là 100 AH đó, nhưng nó có giá dao động trên dưới 3,5 triệu đồng đó, thì hai cái giá này nó chênh lệch khá là xa, đúng không? Đó thì cái pin viễn thông á, theo tôi tìm hiểu được cái tuổi thọ thiết kế của cái pin từ 7 đến 10 năm ha. Đó, còn đối với những cái pin Yamato, pin xe điện á, thì cái vòng đời nó rất là ngắn, chỉ một vài 3 năm ha. Đó.
Còn cái vấn đề mà bình á, mình sử dụng có bền theo năm tháng có tốt, bình nào tốt hơn bình nào hay không? Cái này theo cá nhân tôi nghĩ á, là do cái người sử dụng, là do mình ha, mới quyết định cái tuổi thọ của cái bình, cái hệ lưu trữ ha. Đó. Ví dụ như trước kia tôi có mua cái cặp bình vi sinh, bình viễn thông chuyên bên năng lượng mặt trời, bình gel công nghệ gel đàng hoàng, hai cái bình rất là xịn sò, rất là đắt tiền ha. Đó, về tôi câu nó tiếp lên, tôi sử dụng chưa được 2 năm thì nó đã hư đi một cái rồi. Đó, còn ở dưới kia cả ba cái bình khởi động khô, bình khởi động thôi, nó không thích hợp bên năng lượng mặt trời mà tôi sử dụng nay gần 4 năm mà chưa có hư cái nào, là những cái hệ bình đó tôi câu song song. Đó, sử dụng rất là ổn định đến bây giờ. Đó, sử dụng trước hai cái bình này rất là lâu mới sắm hai bình này. Đó, tới bây giờ đó, nó chưa có bị hư cái nào, nhưng mà cái dung lượng lưu trữ nó đã giảm rồi nha. Đó. À, còn hai cái bình công nghệ gel này về tôi mua về tôi sử dụng câu nối tiếp lên hệ 24, thì trong quá trình câu nối tiếp tôi không có lắp cái mạch cân bằng đó, dẫn đến nó lại áp nó hư đi một cái đó, sử dụng mới có một năm đó hư một cái rồi. Cái đó là do lỗi cái người sử dụng, là mình vận hành, mình mua về mình vận hành nó không có đúng dẫn đến nó hư đó, chứ không phải nói là nó bền hơn ở những các cái bình nó rẻ tiền hơn, không phải. Cái này tôi nghĩ là cái độ bền là do cái người sử dụng mình quyết định, nó quyết định thôi. Đó. Rồi với cái dòng sạc, dòng xả của cái bình này á, thì sạc ở đây á, theo cái thông tin của bình á, là 14.7V đó ha, để mình cài đặt cái áp sạc 14.7V, và cái điểm xả cạn á, cái áp bình á, là tầm tầm xuống 10V 8 đó, 11V. Nếu mình sử dụng mình để 11V mình ngưng là vừa, nhưng mà cái thông tin của cái bình này nó xả ra sao, nó có cho thấy là xả xuống 10V 8 hoặc là 10V 5 thì cũng ok, vẫn bình thường ha. Đó, nhưng mà mình nếu mà mình sử dụng thì để 11V mình ngưng là ok rồi, còn cái điểm sạc gì thì nó ở 14.7V. Còn ở đây á thì tôi sạc đến 15V. Đó, 15V cho những cái bình Yamato này cũng 15V một cái. Tuy rằng tôi câu hệ 24V nhưng anh thấy nè, nó lên là 30.02V ha. Bây giờ mỗi một cái lên 15V đều rang hết. Còn hai cái bình dưới anh thấy nó lệch áp không? Đó, có mạch cân bằng ha. Câu nối tiếp mà cái 15.3, cái 14.8 kìa, nó vẫn lệch áp vậy. Mà trong khi đó có là mạch cân bằng ha. Thì nó hư một cái này nè. Cái này đã hư rồi, nó yếu đi. Sạc ha, thì nó cái áp nó lên tăng lên rất nhanh. Khi mà đêm về sử dụng thì cái áp nó tụt rất là sớm. Đó, còn cái bên đây ha, sạc á, cái áp nó lì lắm, sạc hoài nó không lên. Mà đêm về sử dụng cái áp nó nằm hoài, nó không chịu tụt. Cái bình này nè, cái bình này ban đêm sử dụng cái áp nằm duy trì ở 12.1, 12.2, nó duy trì hoài tới sáng. Còn bên đây nhầm khi nó sụt xuống tụt lúc xuống 10, 10.8, 10.9V, 11V đó, nhờ có mạch cân bằng, nhưng mạch này nó cũng căng rất là chậm đó. Thì do trước kia tôi vận hành không có đúng dẫn đến nó hư một cái, là cái hệ câu nối tiếp thì tôi không có lắp mạch cân bằng, mà thời gian sử dụng tầm hơn một năm, tôi có sử dụng tải lớn tải nhỏ tùm lum hết, thì dẫn đến nó phải hư một cái rồi. Thành ra nói về cái vấn đề cái tuổi thọ của sản phẩm hay hoặc là cái độ bền thì tôi nghĩ là do cái người sử dụng mới quyết định được đó. Rồi, qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh ha. Rồi, còn bây giờ thì tôi xin tạm dừng video. Xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều nha.